Thảo. Sao em dậy sớm vậy? Không ngủ nữa. Em giận anh à? Em đã cãi lời má. Em đã để cho anh lấy đi cái quý giá nhất của đời con gái rồi. Thế nào cuộc đời em rồi cũng sẽ khổ chứ coi. Sao em nói em khổ là sao? Em không biết. Má nói vậy á. Má nói chữ Trinh là cái quý giá nhất của đời con gái. Ai mà không biết giữ, thế nào cũng khổ. Bây giờ em phải làm sao? Thảo à, anh không có cố ý. Chỉ tại lúc đó anh thương em quá, anh không kiềm chế được. Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi thì được cái gì chứ? Anh đền cho em đi. Đền cho em đi. Em muốn anh đền cho em cái gì? Em không biết. Má mà biết chuyện này, má đánh em chết luôn. Thảo à, em đừng có lo. Anh sẽ đền cho em. Anh đền cho em bằng cái gì? Cuộc đời em khổ cho coi. Anh sẽ không để cho em khổ đâu. Anh sẽ cưới em làm vợ. Anh nói thiệt hả? Ừ. Anh có bao giờ gạt em đâu. Em đã cho anh tất cả rồi. Anh đừng bỏ em nha. Anh hứa với em đi. Anh hứa với em, trọn kiếp này anh chỉ yêu một mình em thôi, được chưa? Tin anh nha. Chỉ là tự nhiên anh thấy thương em nhiều quá. Em cũng vậy.